Xin chào các anh em, như vậy là chúng ta đã có cái mô tả chi tiết của cái phiên bản cập nhật Patch 1.2 vua trắng và rồng đen. Bản cập nhật này rất là lớn, để mình xem coi có tổng cộng bao nhiêu cái nội dung ở trong đây nè. Ok, rất rất nhiều hình ảnh các anh em, rất nhiều hình ảnh để mô tả cho cái nội dung của cái bản cập nhật này. Và đây cũng chỉ mới là một phần của cái giới thiệu chi tiết bản cập nhật Patch 1.2 và chúng ta còn có những cái phần sau nữa. Ok, rõ ràng đây là một cái bản cập nhật rất là lớn và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem coi chúng ta đã có những cái thông tin gì về cái phiên bản patch 1.2 nha. Ok, đầu tiên đó là tin buồn cho những anh em đang chờ waifu dê dừa Ganju. Bằng việc tung ra cái video giới thiệu về nhân vật Abido, tả thực và sáng tạo thì như một lần nữa khẳng định rằng chúng ta sẽ có re-up nhân vật 5 sao Abido ở cái banner sắp tới. Ok, không sao cả, như vậy là chúng ta cần phải chờ thêm 20 ngày nữa để có thể rước waifu về. Đây cũng là cái khoảng thời gian tốt để anh em dân cày chúng ta có thời gian tích tụ thêm nguyên thạch để khô máu cùng với lại waifu Ganju. Tại phiên bản Patch 1.2 này, chúng ta sẽ được mở ra một cái khu vực núi tuyết mới, đó là vùng Long Tích Tuyết Sơn. Tại khu vực này thì các bạn được khám phá một cái môi trường cực hàn của cái vùng núi tuyết, đồng thời chúng ta sẽ có rất nhiều những cái nhiệm vụ, những cái giải đố, những cái cơ quan mới ở trong cái khu vực này. Các anh em nhìn trên đây, đây chính là cái bản đồ của vùng núi tuyết Long Tích Tuyết Sơn. Mình đến ở đây có 11 cái cổng dịch chuyển các anh em. Mình thấy ở đây chỉ là một cái khu vực rộng lớn hơn cái phế tích Phong Lam một tí thôi. Tuy nhiên có đến 11 cái cổng dịch chuyển, một cái thần tượng và một cái bí cảnh ở trung tâm. Còn cái này là cái cây chịu lạnh nè, không phải nó nằm ở giữa hoặc là nằm ở trung tâm mà nó lại nằm ở phía đông bắc của vùng núi tuyết Long Tích Tuyết Sơn. Ok, tiếp theo ở đây nó giới thiệu cho chúng ta môi trường cực hàn. Trong núi tuyết thì có thêm cơ chế môi trường cực hàn. Các nhà lữ hành ở môi trường cực hàn trong Long Tích Tuyết Sơn thì nhân vật sẽ liên tục tích tụ giá rét. Ok, đầu tiên khi mà giới thiệu cái hệ thống tương tác với cái môi trường cực hàn này thì mình đã nghĩ rằng chúng ta sẽ có một cái cây chịu lạnh rồi cứ mà càng lạnh thì chúng ta càng tụt cái cây đó. Tuy nhiên không phải các anh em. Cái vạch này là nó sẽ thể hiện cái khả năng chịu đựng giá rét của cái nhân vật mình. Nó sẽ từ từ đầy dần khi mà nhân vật đứng giữa trời giá rét. Và khi mà tích tụ giá rét tới mức độ giới hạn thì nhân vật bắt đầu hao hụt máu, hao hụt HP. Đồng thời một số môi trường và những cái hành động đặc biệt cũng sẽ khiến cho nhân vật của các anh em tích tụ giá rét nhanh chóng. Ví dụ như là ở trong cái môi trường bão tuyết hoặc là bơi giữa cái hồ nước lạnh đóng băng. Cái điều này thì hoàn toàn hợp lý, nó làm cho chúng ta có cảm giác chúng ta đang tương tác với môi trường cực hàn, cực kỳ lạnh, cực kỳ khắc nghiệt. Và tại cái khu vực núi tuyết này sẽ có một số cơ quan làm tăng thêm cái hiệu ứng đặc biệt cho quái vật xung quanh. Vì vậy cho nên trước khi hạ gục quái vật thì phải phá những cái cơ quan này đi trước. Như các anh em thấy ở đây thì chúng ta có con Yeti nó đang ngồi bên cạnh cái viên đá băng hàn. Nó liên tục nó tỏa những cái năng lượng băng hàn nó hỗ trợ con quái vật. Để tiêu diệt con quái vật này thì trước hết chúng ta phải phá đi cái viên đá băng hàn này là điều chắc chắn nè. Tiếp theo thì chúng ta có một cái thông báo nhỏ là cái la bàn tìm mẫu vật hệ phong của chúng ta bị ảnh hưởng bởi địa hình môi trường khắc nghiệt của cái vùng núi tuyết Long Tích Tuyết Sơn. Vì vậy cho nên không thể sử dụng bình thường ở khu vực núi tuyết này được. Mình đã ra sức cày cái danh vọng của vùng đất Mondstadt lên cấp độ 6 trước lúc mà ra vùng đất Long Tích Tuyết Sơn. Chủ yếu là chúng ta sẽ có la bàn tìm mẫu vật hệ phong đó để chúng ta dò hết tất cả các rương ở vùng đất. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta đã có cái thông báo là chúng ta sẽ không dùng được tại cái vùng đất mới này. Tất cả tại vùng đất mới này chúng ta hoàn toàn đều phải dùng cái phương pháp thủ công mà thôi. Ok, cũng rất là hay, cũng rất là công bằng các anh em. Vùng núi tuyết thì rất là khắc nghiệt, tuy nhiên chúng ta cũng có những cái phương pháp để chống lại cái tích tụ giá rét. Thứ nhất là dùng những cái vật đặc biệt ở trong khu vực. Một số thứ tỏa nhiệt đặc biệt là có thể giảm sự tích tụ giá rét như là lửa trại, nến di tích, điểm truyền tống, thất thiên thần tượng, tiên linh ấm áp. Ok, rất là nhiều những cái nguồn nhiệt có thể giảm sự tích tụ giá rét. Các anh em có thể nhìn thấy điều này ở đây khi mà Amber sử dụng cung đốt cháy bó đuốc lên và khi đứng lại gần thì cái thanh tích tụ giá rét tụt xuống một cách nhanh chóng liền. Còn đây là lửa trại nè, tiên linh ấm áp nè. Còn cái cuối này thì mình không rõ ràng là cái gì, có lẽ là điểm truyền tống chăng? Cách thứ hai là chúng ta ăn những cái thực phẩm đặc biệt, ví dụ như là cái món thịt hầm sốt rau củ. Ok, thì ở đây các anh em sẽ nhìn thấy những cái thức ăn mà có khả năng làm giảm nhẹ cái tốc độ tích lũy giá rét á, thì nó sẽ có cái biểu tượng nhiệt độ temperature ở trên cái thức ăn đó. Và cách chúng ta sẽ dùng đạo cụ đặc biệt, khi mà chúng ta hiến tế vào cây chịu lạnh đến cấp độ 4 thì chúng ta sẽ nhận được cái bản vẽ của bình phát nhiệt. Và lúc này chúng ta có khả năng chế tạo cái bình phát nhiệt để tiêu hao giá rét, thì nó sẽ là cái đạo cụ mà chúng ta có khả năng sử dụng được luôn chứ không có bị tiêu hao và mất đi mà chúng ta cần phải rèn lại. Cũng tương tự giống như là la bàn tìm mẫu vật, chỉ cần rèn một lần là sử dụng được luôn. Và cách thứ tư là chúng ta sẽ thu thập thạch anh đỏ nè. Người nhận được thạch anh đỏ thì có khả năng hoàn toàn chống lại sự xâm nhập của giá rét.
có rất nhiều thạch anh đỏ trong khu vực núi tuyết, chứ đừng sức mạnh ấm áp sau khi bị đập vỡ và nhặt lên sẽ bay xung quanh người. Thì các anh em có thể nhìn thấy ở đây, sau khi mà đập vỡ cái thạch anh đỏ thì xung quanh nhân vật nó sẽ có một cái nguồn năng lượng tích tụ, nó bay xung quanh, nó tỏa lên và nó làm giảm cái tích tụ giá rét trong cái thời gian mà cái năng lượng này nó vẫn còn tồn tại. Và trong khu vực núi tuyết này nó sẽ tồn tại một cái loại băng kỳ lạ, không thể phá vỡ bằng cách thông thường như là chúng ta dùng lửa đốt hoặc dùng trọng kiếm phá được, mà chỉ có thể phá vỡ dưới ảnh hưởng của thạch anh đỏ mới có khả năng khiến nó tan chảy thôi. Ok, cái băng kỳ lạ này nó giống như là vách núi giả ở bên ngoài vậy. Thay vì mà chúng ta sử dụng trọng kiếm để phá vỡ thì ở đây chúng ta cần phải đập vỡ cái thạch anh đỏ đó. Sau đó chúng ta sẽ có cái năng lượng thạch anh nó bay xung quanh người, thì lúc này chúng ta mới khiến cho cái loại băng kỳ lạ này nó tan chảy được. Ok, tiếp theo thì chúng ta có một cái hệ thống hoàn toàn mới, cây chịu lạnh. Cây chịu lạnh là cây cổ thụ bảo vệ vùng đất băng tuyết. Cái cây cổ thụ này nó nằm ở phía đông bắc ở bản đồ. Và nó tương tự giống như là cái thất thiên thần tượng hệ phong với hệ nham đó, thì chúng ta cần phải thu thập cái phong thần đồng với cái nham thần đồng để mà chúng ta hiến tế vào cái thần tượng. Thì đối với là cái cây chịu lạnh này, chúng ta phải thu thập cái tinh thể mã não đỏ thẫm khi mà chúng ta phiêu lưu khám phá tại cái vùng đất Long Tích Tuyết Sơn này. Sau đó thì chúng ta sẽ hiến tế và tăng cấp cho cái cây chịu lạnh này. Và mỗi khi mà lên cấp thì chúng ta sẽ nhận được những cái phần thưởng khác nhau dựa trên cái cấp độ của cái cây chịu lạnh. Ở đây chúng ta sẽ thấy có cái vết triệu hồi thương nè, vết triệu hồi banner nhân vật nè. Ở cấp độ 4 thì chúng ta sẽ có bản vẽ của bình phát nhiệt. Cấp độ 8 thì chúng ta sẽ có phôi chế tạo giáo nè. Cấp độ 10 thì chúng ta sẽ có pháp khí mới. Lên cấp 11 thì chúng ta sẽ có vương miện trí thức. Và khi lên cấp độ 12 thì chúng ta sẽ có cái skin cánh mới. Những cái vật phẩm mới, ví dụ như là bình phát nhiệt thì giống như mình đã giới thiệu ở trên, các anh em rèn một lần và chúng ta có khả năng sử dụng được. Cứ mỗi lần sử dụng thì chúng ta sẽ bị cooldown 120 giây. Và bình phát nhiệt sẽ tỏa nhiệt ở trong phạm vi nhỏ và trong thời gian ngắn có thể giảm sự tích tụ giá rét. Khi mà cấp độ cây chịu lạnh lên cấp độ 9 thì chúng ta sẽ có cái danh tiếp mới, chịu lạnh cổ thụ. Ok, cái này chủ yếu làm cho cái mô tả nhân vật của chúng ta nó trở nên sống động hơn. Sau khi mới, quả chịu lạnh. Thì sau khi mà hiến tế cây chịu lạnh lên cấp độ 10 thì có thể nhận được cái bản vẽ pháp khí quả chịu lạnh 4 sao. Là bản vẽ chứ không phải là cái vũ khí các anh em, là bản vẽ thôi. Chúng ta cần phải dùng cái bản vẽ đó để mà chúng ta chế tạo ra cái pháp khí này. Với option phụ là tăng tấn công, còn cái kỹ năng là khi đánh thương và trọng kích thì có 60% tạo ra cái quả cầu, nó gây ra cái sát thương diện rộng bằng 80% tấn công. Kẻ thù khi mà bị dính hiệu ứng băng thì sẽ gây ra cái sát thương bằng 200% tấn công cứ mỗi 10 giây. Thì mình đánh giá cây pháp khí này nếu đội hình các anh em có khả năng mồi được băng thì nó tốt hơn cây chiêu tâm luôn. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có cái phần thưởng skin cánh tuyết ấn mới, rất là hợp cho những cái anh em tín đồ thời trang ở trong mùa đông. Ngoài những cái phần thưởng kể trên thì sau khi mà các anh em hiến tế vào trong cái cây chịu lạnh lên cấp độ 8 thì nó sẽ mở khóa ra 5 cái nhiệm vụ ước nguyện đỏ thẫm. Và 5 cái nhiệm vụ này nó sẽ được làm mới mỗi thứ 2, thứ 6 hàng tuần. Và khi chúng ta hoàn thành cái khiêu chiến tương ứng thì chúng ta sẽ nhận được tinh thể mã não đỏ thẫm. Cái tinh thể này chúng ta lại tiếp tục hiến tế vào cây chịu lạnh để nó tăng cấp độ lên cây chịu lạnh lên. Số lượng tinh thể mã não đỏ thẫm mà chúng ta nhận được trong cái khu vực núi tuyết này là có giới hạn nè. Nhà lữ hành cần phải hoàn thành những cái nhiệm vụ ước nguyện để mà tiếp tục tích lũy cái mã não đỏ thẫm và tăng cấp cho cây chịu lạnh. Và sau khi mà cây chịu lạnh đạt cấp độ tối đa là cấp độ 12 thì ước nguyện đỏ thẫm sẽ không còn là mới nữa. Ok, như vậy rõ ràng là số lượng tinh thể mã não đỏ thẫm ở quanh cái vùng núi tuyết này chỉ đủ cho chúng ta lên cấp độ 8 của cái cây chịu lạnh mà thôi. Rồi sau đó thì chúng ta cần phải liên tục làm những cái nhiệm vụ khiêu chiến ước nguyện đỏ thẫm để chúng ta tiếp tục hiến tế vào cây chịu lạnh cho nó lên cấp độ 12. Và khi cây chịu lạnh nó lên cấp độ 12 thì cái khiêu chiến ước nguyện đỏ thẫm đó thì nó cũng sẽ kết thúc. Bí cảnh mới đỉnh Vindania. Sau khi mà hoàn thành cái nhiệm vụ vật trong núi thì các anh em có khả năng lên đỉnh núi và mở khóa bí cảnh đỉnh Vindania, khiêu chiến bí cảnh để nhận được hai cái bộ thánh di vật mới, đó là bộ dũng sĩ trong băng giá và bộ trái tim trầm luân. Trong bí cảnh này thì nhân vật sẽ liên tục bị tích tụ giá rét và mặt đất nó sẽ liên tục chuyển đổi giữa hai trạng thái, đó là ấm áp và cực hàn. Đối với là ấm áp thì nó sẽ giảm tích lũy giá rét, còn đối với là cực hàn thì nó sẽ tăng tốc độ tích lũy giá rét. Ok, như vậy là về cơ bản tại bí cảnh này chúng ta cũng cần phải để ý tới cái môi trường thời tiết nữa. Và chúng ta có khả năng farm được hai cái bộ thánh di vật mới, hệ băng và hệ thủy. Và cả hai cái bộ thánh di vật này đều rất là mạnh. Và mình đảm bảo với các anh em chúng ta sẽ có những cách build mới, những cái đội hình mới. Khi mà có thêm hai cái bộ thánh di vật này, nó có những cái buff rất lớn cho những cái hero hệ băng và hệ thủy. Ok, và cuối cùng là cái sự kiện chính của các bạn cập nhật vôi trắng và rồng đen. Sau khi mà hoàn thành cái nhiệm vụ cốt truyện vôi trắng và rồng đen thì chúng ta sẽ nhận được cái vũ khí đặc biệt là kiếm đơn răng nanh rỉ sét. Trong cái sự kiện hoàn thành những cái nhiệm vụ chỉ định thì nó sẽ mở khóa hiệu quả búp của răng nanh rỉ sét.
Nhân vật trang bị răng nanh rỉ sét sẽ nhận được những cái hiệu quả búp đặc biệt này khi khám phá cái vùng núi Long Tích Tuyết Sơn. Là sau khi thỏa cái điều kiện đầu tiên thì cái vũ khí này nó sẽ tăng 60% sát thương đối với là kẻ thù ở cái vùng núi Long Tích Tuyết Sơn nè. Và sau khi mà mở cái búp thứ hai thì nhân vật sử dụng cái vũ khí này tăng thêm 35% tỷ lệ bạo kích. Ok, và bây giờ mình sẽ xem thử coi cái kiếm đơn răng nanh rỉ sét này ra như thế nào. Tấn công cơ bản 42, option phụ tăng tỷ lệ nạp. Còn kỹ năng là tăng 16% sát thương và 6% bạo kích đối với lại cái kỹ năng nguyên tố. Ok, nhìn chung thì cây này khá tốt cho những cái hero kiếm đơn nào mà sử dụng tấn công chủ yếu bằng cái kỹ năng nguyên tố, ví dụ như là Jean Man Nham. Còn đối với là những cái hero kiếm đơn khác mà ta tập trung vào cả kỹ năng nguyên tố, cả kỹ năng nổ, ví dụ như là Katrin Bandit, Kaya thì chúng ta cần phải xem xét lại. Và sau khi mà mở khóa cái vùng núi tuyết Long Tích Tuyết Sơn thì nhà lưu hành có thể tham gia sự kiện mà không cần tiêu hao nhựa nguyên chất, có thể đổi thưởng trong cửa hàng sự kiện. Thì ở đây chúng ta thấy ở trong cửa hàng sự kiện chúng ta có khả năng đổi được nguyên liệu để đột phá vũ khí, sách kinh nghiệm nè, vương miện tri thức và sách để nâng cấp kỹ năng. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái nguyên liệu mới, cái tinh rồng này nó dùng để làm gì thì có lẽ là nó sẽ giới thiệu chi tiết với chúng ta vào cái bài viết lần sau. Ok, như vậy thực sự cái phiên bản Pack 1.2 là một cái phiên bản big update rất là lớn kèm với là cái vùng đất mới, và đây mới chỉ là một phần của cái cập nhật phiên bản 1.2 mà thôi. Quá ủ áp luôn các anh em. Còn các anh em đánh giá như thế nào hãy cùng bình luận xuống bên dưới để chúng ta thảo luận thêm. Ok, bye bye tất cả các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những cái video sau.